Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện vụ án hành trình truy bắt kẻ thù ác gây thảm án giết 4 người trong một gia đình ở Yên Bái. Vào chiều tối ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại khu vực lán trại do người dân dựng lên làm rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện tại đây một vụ thảm sát man rợ, có nhiều người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm anh Trần Văn Long, 32 tuổi, vợ anh Long là Phan Thị Hoa, 20 tuổi, con trai là Trần Văn Truyền, 2 tuổi và em vợ của anh Long là chị Phan Thị Hòa, 15 tuổi, đều trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang. Trên thi thể của vợ chồng chị Phan Thị Hoa và anh Trần Văn Long có nhiều vết dao chém. Khi người dân lần tìm xung quanh, phát hiện thêm 2 người bị chém chết nữa là cháu Phan Văn Tuyền, con của anh Long chị Hoa, và cháu Phan Thị Hà, 15 tuổi, em ruột nạn nhân Phan Thị Hoa. Tất cả đều bị tấn công bởi hung khí sắc bén. Thi thể các nạn nhân được phát hiện gần bìa rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ thảm sát 4 người trong một gia đình, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên đã khẩn trương tới hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ. Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án khiến 4 người chết là nơi rừng núi hẻo lánh. Từ Ủy ban Nhân dân xã tới hiện trường có quãng đường lên đến gần 20 km, chỉ có thể đi lại được bằng xe máy và đi bộ, không có sóng điện thoại, nên công tác xác minh truy tìm nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Theo nguồn tin từ báo Công an Nhân dân, nguyên nhân vụ thảm sát, theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể do tranh chấp đất canh tác trên nương và khe nước dẫn đến mâu thuẫn. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Phan Thị Hoa đã điện thoại được về cho gia đình báo tin, nên cơ quan công an đã xác định được nghi phạm chính là Đặng Văn Hùng, người dân tộc Giao Tuyển, trú cùng thôn. Sau khi gây án bằng dao, nghi phạm đã cùng người yêu bỏ trốn lên rừng và có mang theo súng. Trong quá trình truy bắt đối tượng, bước đầu xác định giữa nghi can và nạn nhân có quan hệ họ hàng, từng có mâu thuẫn về việc tranh chấp nguồn nước canh tác. Lực lượng công an ngay sau đó đã huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ để truy tìm đối tượng nghi can trong vụ việc. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, trinh sát điều tra, dân quân, cán bộ địa phương và rất nhiều nhà báo cũng tham gia vào cuộc truy lùng dấu tích hung thủ trong hai đêm 13-14 tháng 8 năm 2015. Với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an xã cùng lực lượng dân quân khoanh vùng đối tượng gây án. Một tổ công tác đã tổ chức chốt chặn tại các đường ra vào liên thôn, liên xã, quốc lộ 70 đi Lào Cai và các bến đò ven sông Hồng. Tổ công tác ở Lang Thíp chia làm 4 mũi, ra soát tại 5 điểm mà đối tượng Hùng có thể đi qua bằng đường bộ và đường sông, bao gồm thôn Tân Lập, thôn Bo, thôn Nghi Trung, Liên Sơn. Bởi thông qua những con đường này, Hùng có thể đi qua Khe Trùng hoặc thôn Làng Khoang của xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc giả soát gặp rất nhiều khó khăn. Đây là địa bàn giáp danh với xã Lâm Giang, đồi núi hiểm trở. Tổ công tác thứ 3 tại xã Lâm Giang với khoảng 80 cán bộ chiến sĩ chia làm 3 mũi, đi vào các khe gồm Khe Cài, Phúc Minh và Khe Trục, tiến hành can quét dọc theo suối và hai bên sườn núi, kiểm tra nơi ẩn náu của đối tượng. Cùng thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Lục Yên cũng tăng cường lực lượng, tổ chức vây bắt đối tượng. Khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nhận tin báo của một người tên là Hà Văn Liên. Theo lời của ông Liên, thì vào sáng cùng ngày, ông cùng người cháu đang trên đường đi giao hàng thì phát hiện một đôi nam nữ, người thanh niên chừng 25 tuổi, mặc áo đỏ, đi cùng một người phụ nữ, có những biểu hiện không bình thường. Khi ấy, ông nhớ đến hình ảnh nghi phạm giết người mà cán bộ công an cung cấp. Ông đã điện thoại cho lực lượng công an xã. Trên cơ sở thông tin của người dân, Ban Chỉ huy Công an huyện đã tổ chức họp nóng với các tổ công tác, sau đó chia nhỏ các mũi tổ chức vây bắt. Đang là mùa mưa nên cây cối rậm rạp, vắt và muỗi nhiều không kể xiết. Hơn nữa, khu vực đồi cọ, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, cỏ dại, lau lách, mọc lút ngang đến đầu người. Phóng tầm mắt ra cũng không thể nhìn thấy đối tượng. Để quan sát, các trinh sát phải leo lên ngọn cây hoặc các đỉnh núi cao để quan sát. Do được tuyên truyền nên người dân đều có ý thức cảnh giác, đồng thời báo cho lực lượng công an nhiều thông tin nghi vấn. Đáng chú ý, quá trình truy tìm đối tượng, có người đã phát hiện đám cỏ rạp, sau đó nhặt được chiếc bật lửa. Thông tin được báo về các tổ công tác. Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 15 tháng 8 năm 2015, một tổ công tác của Công an huyện Lục Yên phát hiện hai đối tượng nghi vấn. Các trinh sát bí mật tiếp cận. Lúc này, đối tượng dường như có vẻ mệt mỏi, đang ngồi trên một bãi cỏ.
đối tượng Hán sợ hãi quỳ xuống, giơ hai tay lên đầu, còn Hùng thì bỏ chạy về phía dưới đồi, thì mũi công tác ập vào bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, trên người Hùng có một chiếc bật lửa, còn trong người Hán có 25.000 đồng. Hùng từng có hai đời vợ, nhưng hôn nhân đều tan vỡ chóng vánh. Cách thời điểm bị bắt khoảng 2 tháng, Hùng từ Lào Cai về nhà, có mang theo một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hương, còn có tên gọi khác là Hán, 36 tuổi, trú tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Theo lời của ông Mưu, bố của Hùng, thì Hương có hai đời chồng và ba đứa con. Hai vợ chồng ông Mưu không đồng ý cho Hùng quan hệ với Hương. Nhiều lần, vợ ông Mưu đã mắng Hùng. Trước sự phản đối quyết liệt của mẹ, có lần đứa con ngỗ nghịch này đã dùng súng đe dọa và nói rằng chỉ cho bà này sống thêm một ngày nữa. Khi ông Mưu bất bình can thiệp, thì bị Hùng dùng súng kíp dí vào cằm rồi có những lời nói xúc phạm. Bất lực trước cậu con trai, vợ chồng ông Mưu buồn chán bỏ lên Lào Cai. Gần đây, ông Mưu thấy Hùng ra chợ mua một con dao mang lên lán. Cũng theo lời ông Mưu, thì sau khi vụ việc xảy ra, ông nhìn thấy Hùng tay cầm con dao dính đầy máu. Ông Mưu hỏi thì Hùng nói rằng đã giết hết cả gia đình anh Long. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định được thông tin đối tượng Hùng từng đánh và dọa giết hai người vợ trước, khiến hai người vợ đó bỏ đi. Căn nhà của đối tượng Hùng nằm bên bờ suối, toàn bộ làm bằng tre nứa. Theo một số người dân thì Hùng chưa có tiền án tiền sự gì. Tuy nhiên tại địa phương, đối tượng này có tiếng ngổ ngáo. Hùng đã từng đánh nhau và bị mời lên công an xã để giải quyết. Người dân thôn 16 cũng cho biết, vợ chồng anh Long, chị Hà sống hiền lành, không có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Một số thông tin cho biết, trước khi gây ra sự việc, đối tượng Hùng có vay của vợ chồng nạn nhân 900.000 đồng. Theo một lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái, lời khai ban đầu của Hùng thể hiện, chiều ngày 12 tháng 8, Hùng mua một con dao dựa, bỏ trong túi đeo bên người và cầm theo một con dao quắm đi từ nhà ở thôn 16, xã Lâm Giang, lên khu lán làm nương của gia đình. Khi gần đến nơi, Hùng thấy vợ chồng anh Trần Văn Long, 32 tuổi, và chị Phan Thị Hoa, 20 tuổi, đang phát nương. Vốn có mâu thuẫn từ trước về nguồn nước và diện tích nương, nên Hùng hỏi vợ chồng anh Long vì sao lại làm nương trên phần đất của gia đình Hùng. Anh Long trả lời đây là mảnh nương do ông Trung, bố vợ của anh Long, cho hai vợ chồng, rồi tiếp tục làm việc. Cho rằng vợ chồng anh Long phát sang phần nương của mình, nên hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận, Hùng dùng chân đá vào đầu, lấy dao quắm vụt vào lưng anh Long. Thấy vậy, chị Hòa thét lên, sao lại đánh chồng cháu? Và lấy điện thoại gọi cho gia đình. Thấy chị Hòa nói chuyện với bố đẻ, Hùng yêu cầu được nói chuyện với ông Trung, nhưng chị Hoa không đồng ý. Biết Hùng là kẻ cục súc, anh Long bỏ chạy để tránh bị trận đòn. Anh Long bỏ chạy ra phía bìa rừng thì vấp ngã. Hùng đuổi kịp, vung dao dựa mang theo chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ, khiến anh Long tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết anh Long, thấy chị Hoa hô hoán, Hùng quay lại, đổ mọi nguyên nhân do chị Hoa. Hùng đuổi chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị Hoa, khiến nạn nhân gục chết ngay trên đám nương vừa phát. Không dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục cầm dao đi xuống lán nương của vợ chồng anh Long. Tại đây, Hùng gặp em Phan Thị Hà, 15 tuổi, ở hè lán. Hà có hỏi Hùng đến đây làm gì, thì lập tức Hùng vung dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu, khiến nạn nhân gục chết vì cái Hà hay chửi em. Thấy cháu Trần Văn Tuyền, 2 tuổi, là con trai của anh Long chị Hoa, đang đứng trên giường trong lán, Hùng cũng chém chết luôn vì bố mẹ nó chết rồi, sẵn bực trong người nên chém chết luôn. Nhớ sau này nó lớn lên trả thù. Sau khi cướp đi mạng sống của 4 người thân trong cùng một gia đình, Hùng cầm dao chạy về lán nhà mình, lấy 2 khẩu súng kíp, 1 ít thuốc súng, đạn ghém và con dao đi rừng rồi bỏ trốn. Chạy đến nương sắn, Hùng gặp người tình là Nguyễn Thị Hán, 36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đang làm cỏ. Hùng đẩy chị Hán chạy phía trước Hùng. Khi chạy đến khu vực đồi Vầu thuộc xã Lâm Giang, Hùng và chị Hán dừng lại. Tại đây, Hùng nói cho chị Hán biết việc Hùng vừa chém chết vợ chồng anh Long, chị Hoa, rồi nói rằng anh ta muốn tự tử. Nghe Hùng nói vậy, chị Hán can ngăn và khuyên Hùng ra đầu thú, nhưng Hùng không đồng ý. Hùng bảo chị Hán đưa điện thoại của chị Hán cho Hùng vì Hùng sợ chị Hán sẽ gọi điện báo cho em trai của Hùng là Đặng Văn Tuấn biết chỗ Hùng chạy trốn. Sau đó, Hùng tiếp tục rủ chị Hán đi lên rừng bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, chị Hán nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú, nhưng Hùng không nghe mà bảo chị Hán tiếp tục đi cùng Hùng. Quá trình trốn chạy, Hùng làm rơi con dao dùng để gây án trước đó, đồng thời vứt 2 khẩu súng tự chế là súng kíp, đạn ghém, thuốc súng cùng bộ quần áo Hùng mặc trên người. Đánh giá hành vi phạm tội của Đặng Văn Hùng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái nhìn nhận, tội phạm mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng,
và hậu quả vô cùng nặng nề. Cùng lúc, bị cáo đã cướp đi mạng sống của 4 con người trong một gia đình mà không hề có mâu thuẫn gì với họ. Theo đó, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Đặng Văn Hùng tử hình về tội giết người. Ngoài hình phạt với mức án cao nhất này, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí cho gia đình nạn nhân và phải trợ cấp nuôi dưỡng cho con gái lớn của vợ chồng anh Long từ khi vụ án xảy ra đến khi cháu bé đủ 18 tuổi. Thảm án rúng động giết bạn cùng phòng rồi phân xác vứt bên lề đường. Rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2013, những người dân đi tập thể dục sớm tại khu vực khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện bên vệ đường có 2 bao tải được cột kỹ càng. Ngoài phía bao tải có vết máu tươi. Một vài người do tò mò nên đã mở bao tải ra xem có gì bên trong. Ngay khi bao tải vừa được mở ra, họ rú lên hoảng hốt khi thấy những bộ phận cơ thể người đã bị phân khúc. Ngay lập tức, thông tin này được chuyển đến công an thành phố Biên Hòa. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Qua công tác điều tra ban đầu, nhận định đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an thành phố Biên Hòa đã báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Một tổ công tác trực thuộc PC45 công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng được cử xuống hiện trường để phối hợp cùng với các đơn vị khác tích cực điều tra với quyết tâm bằng mọi giá phải phá án trong thời gian sớm nhất nhằm trấn an sự hoang mang của dư luận. Khi công tác tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN giám định nhằm xác định danh tính của nạn nhân đang diễn ra, thì bất ngờ các điều tra viên nhận được thông tin có người đã nhận ra nạn nhân. Làm việc với điều tra viên, người này cho biết, sau khi nghe tin ở phường Bình Đa có vụ giết người phi tang xác dã man, anh có đến xem. Đến nơi anh phát hiện nạn nhân là anh Bùi Thanh L, quê ở Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Anh L là công nhân bốc xếp của một công ty sản xuất thực phẩm cho gia súc tại Đồng Nai, hiện đang ở trọ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người này còn cho biết thêm, hiện trước cửa phòng trọ của anh L có một đôi dép xốp dính đầy máu. Thông tin tiếp theo từ các nhân chứng khác là lúc 4 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2013, họ thấy có 2 thanh niên đi trên một chiếc xe gắn máy, dừng lại ngay khu vực đã phát hiện ra 2 chiếc bao tải chứa phần thi thể của nạn nhân. Từ các thông tin quan trọng này, lực lượng công an đã tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng. Chưa đầy 24 giờ sau, tức là ngày 26 tháng 12 năm 2013, nghi can đầu tiên của vụ việc đã bị bắt khẩn cấp tại một khu cảng ở thành phố Biên Hòa. Gã tên là Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ lời khai của Tâm, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nghi can thứ hai tên là Trần Tự Điển, 23 tuổi, quê ở Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Điển bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người thân. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan điều tra, Tâm và Điển đã thừa nhận chúng chính là hung thủ giết người và phân xác anh Bùi Thanh L nhằm phi tang tội ác. Vào thời điểm giữa năm 2012, trong quá trình đi chơi, Tâm và Điển quen biết với L. Sau nhiều lần qua lại với nhau, cả ba bắt đầu thân nhau. Để tiết kiệm tiền nhà trọ, Tâm và Điển rủ L về sống chung tại phòng trọ nằm trên địa bàn khu phố 2. Trong thời gian này, Tâm và Điển mưu sinh bằng công việc bốc vác, L làm nhiều công việc khác nhau. Sinh sống với nhau được thời gian ngắn, L dần bộc lộ mình là người đồng tính. Một thời gian ngắn sau, L công khai bày tỏ mình yêu Tâm và muốn được Tâm đáp trả tình cảm. Do tởm với những trò quan hệ tình dục quái đản của người đồng tính, nên Tâm kiên quyết từ chối. Nhiều lần bị L đòi quan hệ với nhau, Tâm lên tiếng chửi thẳng mặt. Trong thời gian này, L biết ý Tâm nên không đòi hỏi nữa. Tìm hiểu về Tâm, anh L phát hiện Tâm phát sinh tình cảm với người phụ nữ khác. Không may người phụ nữ này có bệnh tim và cần một số tiền lớn để chạy chữa. L phát hiện Tâm đang cần rất nhiều tiền cho bạn gái hơn Tâm 6 tuổi để cô đi mổ tim kéo dài mạng sống. Biết được điều này, L liền nảy sinh ý định dụ Tâm đồng ý cho mình quan hệ. Theo đó, L dụ dỗ hứa sẽ cho Tâm 500 triệu đồng để chữa bệnh, với điều kiện duy nhất là Tâm phải đồng ý yêu với mình. Thấy số tiền lớn, Tâm liền đồng ý ngay. Sau lần thỏa thuận này, mỗi lần L có nhu cầu là Tâm để cho bạn đồng tính yêu. Sau khi kết thúc cuộc yêu, L đều hứa hẹn sẽ sớm đưa tiền cho Tâm như đã hứa. Thương bạn gái, Tâm liên tiếp thúc anh L phải thực hiện lời đã hứa đưa 500 triệu đồng cho Tâm. Thế nhưng với công việc của mình, anh L hoàn toàn không có đủ khả năng đáp ứng số tiền nửa tỷ đồng mà anh đã hứa. Sau nhiều lần liên tiếp bị đòi tiền mà không được đáp ứng, Tâm sinh hận và thề sẽ trả thù anh L vì tội chơi mà xù. Để thực hiện kế hoạch giết chết L, Tâm đi tìm bạn là Điển cùng thực hiện. Khi nghe Tâm kể lại nỗi ấm ức của mình, Điển liền đồng ý ngay. Sau đó, Tâm và Điển ngồi bàn bạc với nhau là sẽ đi mua 5 con dao Thái Lan rồi đem về nhà trọ cất giấu. Cả hai sẽ chờ thời cơ thuận lợi rồi ra tay giết chết, sau đó tìm chỗ để phi tang xác chết. Sau nhiều lần chờ cơ hội,
vào khoảng 23 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2022. Thấy L đi chơi về ngủ say, Tâm và Điển liền thực hiện ý định đen tối của mình. Sau khi cầm sẵn dao trên tay, Tâm và Điển liền lao đến, đâm liên tiếp vào ngực của L. Thấy nạn nhân còn vùng vẫy, Tâm liền ngồi đè lên bụng, dùng tay bịt miệng. Tay còn lại cầm dao cứa sâu một nhát vào cổ và đâm liên tiếp một nhát vào ngực làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Do đã lên kế hoạch từ trước, Tâm và Điển liền kéo xác nạn nhân vào nhà tắm. Thấy trong túi L có 200.000 đồng, Điển liền cầm lấy rồi cùng Tâm dùng dao ra tay. Sau khi chia thi thể thành nhiều mảnh, chúng gom lại bỏ vào bao xác rắn. Tâm và Điển còn bàn nhau ra đường cướp xe máy để chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Cả hai dùng dao khống chế một thanh niên, cướp xe máy, nhưng do xe không nổ nên bỏ chạy. Gặp một thanh niên khác dừng xe trước quán nước ở khu vực chợ An Bình. Hai kẻ giết người đã cướp xe của anh này rồi chạy về phòng trọ chở thi thể đi phi tang. Do trong nhà trọ vẫn còn ánh đèn nên Tâm và Điển chưa thể chở xác nạn nhân đi ra khỏi nhà trọ được. Để xóa dấu vết hiện trường, Tâm và Điển dùng rẻ lau nhà, lau sạch các vết máu của nạn nhân tại hiện trường. Để xóa đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong người, Tâm và Điển liền kéo nhau đi nhậu. Sau một trận rượu lấy thêm dũng khí, Tâm và Điển về nhà trọ, lấy xe gắn máy chở hai bao tải chứa xác nạn nhân đi phi tang. Tuy nhiên, khi chạy ra khỏi nhà trọ khoảng 500 mét, Tâm và Điển hốt hoảng khi bắt gặp một người phụ nữ quen. Lo sợ bị phát giác, Tâm và Điển vứt hai bao tải đựng thi thể nạn nhân xuống lề đường, rồi bỏ về nhà trọ nằm ngủ. Sáng sớm cùng ngày, người dân phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa đi tập thể dục đã phát hiện hai bao tải vứt ven đường rỉ máu nên trình báo công an. Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Tâm và Điển bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Tiến hành khám xét nơi trọ của Tâm và Điển, lực lượng công an đã thu giữ được 4 con dao Thái Lan, một con dao tự chế dài 70cm, dụng cụ mài dao và chiếc xe máy hiệu Way. Có thể số hung khí thu được tại nhà trọ này chính là công cụ gây án, phân xác anh L của Tâm và Điển. Khi nghe tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra cáo trạng truy tố Tâm và Điển về tội giết người và cướp tài sản, nhiều người dân ngụ tại dãy trọ xảy ra vụ án và ngụ gần đó bày tỏ. Tới thời điểm bây giờ, vụ án giết người chặt xác phi tang vẫn ám ảnh trong từng giấc ngủ của người dân nơi đây. Khi người dân nhắc đến vụ án mạng này, tất cả đều chung nhận định là một bản án cao nhất đang đối mặt với hai đối tượng máu lạnh. Ngày 15 tháng 1 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cả hai kẻ sát nhân máu lạnh tử hình cùng về hai tội giết người và cướp tài sản. Sau phiên tòa này, Điển làm đơn kháng cáo xin được giảm án tử hình. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng người khác, gây đau thương mất mát vô bờ bến cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang trong dư luận và bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an tại địa phương. Tuy trước khi gây án, các bị cáo là những thanh niên tốt, không tiền án tiền sự. Riêng Trần Tự Điển có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã tự nguyện bồi thường một phần cho người nhà nạn nhân. Gia đình có công với cách mạng, nhưng với hành vi phạm tội rất quyết liệt, man dợ, thể hiện các bị cáo đã mất hết nhân tính. Vì thế cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với những gì mà các bị cáo đã gây ra. Tại phiên tòa ngày 15 tháng 1 năm 2013, Trần Tự Điển xin giảm án nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, vì thế không có căn cứ để xem xét. Vì những lẽ trên, hội đồng xét xử đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình. Sau khi tòa tuyên án, không hề run rẩy như những tử tù khác, Điển ung dung bước đi giữa vòng vây của lực lượng công an làm nhiệm vụ và mỉm cười. Tội ác kinh hoàng của cặp vợ chồng sát hại chủ nhà rồi phanh thây phi tang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Lê Hoàng Vũ quê gốc Cần Thơ cùng gia đình sống phiêu bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống. Khoảng tháng 11 năm 2010, Vũ đưa vợ cùng con gái là Lê Thị Đài Trang, sinh năm 1995, đến thuê căn nhà của anh Phan Văn Thành tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để ở. Hồ sơ vụ việc cho thấy khoảng 17 giờ chiều ngày 28 tháng 3 năm 2011, nhận được điện thoại của vợ chồng Vũ về việc có người muốn mua căn nhà mà anh Phan Văn Thành cho vợ chồng y thuê. Trước đó, Vũ có nói sẽ giới thiệu người đến để mua nhà và ăn tiền hoa hồng. Khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2011, anh Thành điều khiển xe mô tô Everest từ nhà ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến gặp vợ chồng Vũ để hỏi tiền thuê nhà. Tại đây, anh Thành đã gặp cả Vũ, Bạch cùng con gái. Do Vũ nói không có tiền trả nên hai bên đã xảy ra cãi vã, bị anh Thành dùng tay đánh vào mặt một cái. Vũ lập tức lấy khúc gỗ vuông đập tới tấp vào người chủ nhà. Bị tấn công liên tiếp,
chủ nhà trọ bỏ chạy vào trong phòng ngủ số 2 thì hết đường chạy nên quay lại chống trả. Trong lúc chồng đánh chủ nhà, Bạch thấy vậy liền mở nhạc thật lớn cho hàng xóm xung quanh khỏi phát hiện. Lúc này Vũ lao tới tiếp tục dùng cây gỗ đập liên tiếp vào đầu, vào người đối phương. Lúc này anh Thành té ngã xuống nền nhà, nằm bất tỉnh trên vũng máu. Phát hiện nạn nhân đã chết, Vũ quay sang nói với vợ con rồi tìm cách phi tang dấu vết. Bị cáo đem xe cùng một số tài sản của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An. Đặc biệt kẻ sát nhân máu lạnh đã dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem bỏ vào hai bao ni lông cùng vợ dọn dẹp hiện trường, sau đó đem thả xác nạn nhân xuống sông Sài Gòn. Còn chị Lê Thị Thanh Dung, vợ của anh Thành, chiều hôm 28 tháng 3 năm 2011, thấy chồng mình nói đi xuống Bình Dương, nơi phòng trọ cho thuê để thu tiền nhà và bàn chuyện bán nhà với người mua. Tuy nhiên đến 22 giờ mà chưa thấy chồng về, nóng ruột, chị Dung điện thoại cho chồng thì thấy tắt máy nên nhờ người chở xuống dưới Bình Dương để hỏi xem có chuyện gì xảy ra với anh Thành. Đến nơi, gặp vợ chồng Vũ thì cặp đôi sát nhân này cho biết hồi chiều anh ấy có xuống đây nhưng do người mua nhà cần gặp nên đã đi cùng người ấy rồi. Nghe đầu lúc nghe điện thoại còn nói chuyện với một cô gái nào mà ngọt ngào lắm. Thấy nói, chờ anh chút, anh đến với em liền. Tin lời vợ chồng Vũ, chị Dung buồn tủi hỏi hết người này người kia để biết tình hình chồng mình có đi với ai không. Phần vì nghe tin vợ chồng Vũ nói vậy nên chị Dung buồn và lang thang tìm chồng suốt đêm hôm 28 đến cả ngày và đêm 29 tháng 3 năm 2011 mà vẫn không thấy. Chị Dung quyết định đến cơ quan công an trình báo anh Thành mất tích vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2011. Ngay lập tức, Công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An đã đến căn nhà mà anh Thành, chị Dung cho thuê để xác minh thì thấy cửa căn nhà đã bị khóa ngoài. Theo báo Công an Nhân dân, qua làm việc với người dân sống gần đó, họ cho biết khuya ngày 28 tháng 3 năm 2011, gia đình Vũ, Bạch và con gái đã dọn đồ đạc bỏ đi đâu không rõ. Những hộ dân này đã cung cấp một thông tin cực kỳ quan trọng là khoảng hơn 17 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2011, họ có nghe tiếng người đàn ông kêu cứu phát ra từ hướng căn nhà trên. Liền lúc đó là tiếng nhạc mở ra, rất lớn át tiếng kêu cứu. Nhận định việc vợ chồng người ở trọ tự ý dọn đồ đạc đi khỏi nhà vào giữa đêm khuya mà không có lý do là có liên quan đến sự mất tích của anh Thành. Sự việc được cấp báo về Công an thành phố Thuận An. Ngay lập tức Công an đã đến căn nhà của chị Dung, anh Thành tiến hành phá cửa, kiểm tra. Tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn. Nơi phòng khách thì vẫn còn thức ăn trên bàn chưa kịp dọn dẹp. Kiểm tra khắp nhà thì thấy nhà cửa sạch sẽ. Tuy nhiên với con mắt nghiệp vụ, các điều tra đã tìm thấy có vài vết máu đã khô nên tiến hành thu thập mang về nhằm phục vụ công tác điều tra. Qua giám định ADN mẫu máu thấy trùng với ADN của anh Thành nên ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn cấp lên kế hoạch bắt giữ cặp vợ chồng sát nhân này. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Từ một nguồn tin cho thấy, ngay đêm anh Thành mất tích, nhưng người nhà của anh có nhìn thấy một người đàn ông chạy chiếc xe giống Vũ. Còn chị Dung thì cung cấp tài sản anh mang theo gồm một xe máy Everest màu đỏ đen, biển số 62V2-6494 cùng giấy đăng ký xe này, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà số 13/1, một bóp da màu nâu, một chứng minh nhân dân, một bằng lái xe, một bảo hiểm xe máy mang tên Phan Văn Thành, một tấm ảnh màu của chị Dung đã mất tích cùng anh. Việc này rất có ý nghĩa trong điều tra để lần ra manh mối. Các trinh sát được bố trí túc trực thường xuyên gần nhà của Vũ ở Cần Thơ nhằm kịp thời phát hiện khi đối tượng này trốn về đây. Tuy nhiên với bản chất gian manh, sau khi dọn nhà đi khỏi địa bàn phường Lái Thiêu một cách mờ ám, cặp vợ chồng này đã không về quê mà dắt díu nhau lang bạt ở nhiều nơi. Lần theo nhiều nguồn tin, đến đêm ngày 8 tháng 7 năm 2011, khi cặp đôi sát thủ xuất hiện tại chợ đêm ở Bạc Liêu, đã bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Kết thúc con đường trốn chạy gần 100 ngày của vợ chồng Vũ, Bạch sống chui lủi, trốn tránh pháp luật. Tại cơ quan công an, vợ chồng Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người man dợ đối với anh Thành. Theo đó, khai tại cơ quan công an chiều ngày 28 tháng 3 năm 2011, khi anh Thành đến hỏi tiền thuê nhà nhưng Vũ không có tiền trả, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh Thành đánh Vũ một cái nên y nóng mặt, vác cây đánh lại trúng đầu. Anh Thành bỏ chạy vào trong nhà kêu cứu, Vũ cầm cây đuổi theo.
chạy hết đường, anh Thành quay lại ôm Vũ và bị hắn xô ngã, rồi vung cây đánh túi bụi. Sợ nạn nhân kêu cứu to, hàng xóm nghe tiếng nên Bạch đã mở nhạc thật to để át tiếng la, tạo điều kiện cho chồng hành động. Đến khi anh Thành tử vong, Vũ kêu vợ lục lấy hết giấy tờ rồi mang xe máy của nạn nhân đi gửi. Khi về nhà, Vũ và Bạch dùng hung khí chia tách thi thể nạn nhân thành nhiều phần, cho vào bao đưa đi phi tang. Lúc chị Dung xuất hiện tại căn nhà 13/1 khu phố Hòa Long để hỏi về tung tích anh Thành, thì vợ chồng Vũ và đứa con gái nói dối là anh có đến, nhưng sau đó đi đâu không rõ. Sợ bị lộ, ngay trong đêm 28 tháng 3 năm 2011, Vũ chở con gái đi gửi, rồi quay về cùng vợ lau dọn vết máu trong nhà. Sau đó, Vũ chở thi thể anh Thành đến cầu Bình Triệu, vứt xuống sông Sài Gòn phi tang. Ngay trong đêm, vợ chồng Vũ gom hành lý bỏ trốn cùng tài sản cướp được. Trên đường tháo chạy, Vũ mang theo xe máy của anh Thành cắm tại một tiệm cầm đồ ở Vĩnh Long lấy 20 triệu đồng và cùng vợ di chuyển nhiều nơi để trốn tránh pháp luật. Thế nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát, đôi vợ chồng ác thủ này đã bị bắt. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Thuận An, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án giết người cướp tài sản ra xét xử lưu động. Hung thủ là cặp vợ chồng Lê Hoàng Vũ, 47 tuổi, và vợ là Nguyễn Thị Thanh Bạch, 45 tuổi, quê Cần Thơ. Tại phiên tòa xét xử Lê Hoàng Vũ và Nguyễn Thị Thanh Bạch về hành vi giết người cướp tài sản, Vũ cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố mình như vậy là không đúng. Vũ luôn miệng cháo trở khi nói rằng mình chỉ tự vệ khi bị anh Thành tấn công. Toàn bộ lời khai của Vũ không đúng so với lời khai của y tại cơ quan công an. Hội đồng xét xử đọc lại lời khai của y mà y vẫn còn chối tội, không chịu nhận. Phải rất nhiều lần, hội đồng xét xử phân tích về hành động của vợ chồng Vũ như vậy là rất man dợ. Lúc này như được thức tỉnh, Vũ mới thừa nhận trong suốt thời gian ở trong trại giam, mình đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì 1 triệu đồng tiền nhà mà đã hành động như vậy là không đúng lương tâm, dẫn đến gia đình tan nát. Thế nhưng trong lúc xét hỏi, Vũ vẫn chối tội về hành vi của mình. Sau nhiều lần đối chất để cho vợ chồng Vũ phải tâm phục khẩu phục, hội đồng xét xử đã đưa ra nhiều tình huống và nhiều tình tiết chứng minh thì Vũ và vợ mới chấp nhận. Qua nhiều chứng cứ của vụ án, sự thừa nhận tại cơ quan điều tra của Vũ cũng như tại phiên tòa, cuối cùng Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ tử hình về hành vi giết người, 9 năm tù về hành vi cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Thị Thanh Bạch có vai trò giúp sức chồng trong việc giết người và tham gia cướp tài sản nên bị tuyên phạt tổng hợp 20 năm tù giam. Riêng đứa con gái của cặp đôi sát thủ, do trong lúc cha mẹ chúng gây án vẫn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được miễn. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29 tháng 11 năm 2012, Vũ và Bạch luôn phủ nhận việc phân xác, đồng thời các bị cáo không đưa được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Trước đó, từ năm 1985 đến năm 1999, Vũ đã từng phạm nhiều tội như trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị kết án tù nhưng vẫn tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Với nhận định các bị cáo gian ngoan xảo quyệt, ngụy biện cho hành động mất hết nhân tính của mình, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với cặp vợ chồng sát thủ này. Lật mặt, hai gã cuồng dâm cưỡng hiếp hàng loạt thôn nữ. Vào một buổi sáng, người dân sống bên bờ sông thuộc khu vực 6 phường Hiệp Thành phát hiện một thi thể là nữ nổi trên sông, trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm. Đối chiếu với thông tin cầu cứu của gia đình chị Lê Thị Thí Quỳnh sinh năm 1993, ngụ khu vực 1 phường Hiệp Thành, về việc đêm trước đó, người này bị hai kẻ lạ mặt khống chế bắt đi, giờ vẫn biệt vô tâm tích, nên đã báo tin cho thân nhân đến nhận dạng. Vừa nhìn thấy thi thể, gia đình nhận ra ngay đó là con gái mình. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên cổ nạn nhân có rất nhiều vết bầm do bị tác động, phổi của nạn nhân vẫn còn rất khô. Theo bạn trai nạn nhân, Quỳnh làm nghề bó nhang nhưng do thu nhập thấp nên cô sinh ra giúp bán chè ngoài chợ từ chiều đến tối. Hằng ngày bạn trai Quỳnh lại đến quán đưa bạn gái về nhà. Tối ngày 21 tháng 2 năm 2012, như thường lệ chàng trai đến đón đưa bạn gái đi tập xe máy rồi rủ nhau chạy xe lên cầu vượt ngã 7 để hóng mát. Lúc chuẩn bị ra về, bất ngờ hai thanh niên lạ mặt lao vào tấn công chàng trai và khống chế Quỳnh lên xe phóng đi. Cô gái trẻ chống cự quyết liệt kêu ra cầu cứu rồi van xin khóc lóc thảm thiết, nhưng hai đối tượng không chút động lòng, kiên quyết bắt bằng được. Trong lúc giằng co, nạn nhân đã bị rơi xuống sông. Sau đó, khi nhận được tin từ chàng trai, mọi người đến hiện trường thì đã không còn thấy bóng dáng của cô gái và hai thanh niên lạ mặt đâu. Linh tính nạn nhân gặp phải chuyện xấu,
mọi người đổ xô đi tìm kiếm, cả đêm hôm đó không phát hiện thấy tung tích. Sáng hôm sau mới phát hiện thi thể đang trôi bền bồng trên sông, cách cầu vượt khoảng 200 mét. Theo lời trình bày của chàng trai, do lúc đó trời rất tối, anh không nhìn rõ được hình dạng của hai đối tượng. Anh chỉ nhớ được một chi tiết khá quan trọng là bọn chúng đi xe gắn máy hiệu Yamaha Taurus màu trắng. Từ manh mối này, cảnh sát tung trinh sát điều tra rà soát. 6 ngày sau, phát hiện hai nghi phạm. Ngày 26 tháng 2, cảnh sát bắt khẩn cấp hai đối tượng là anh em con chú con bác ruột là Thái Minh Lực sinh năm 1992, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp và Thái Hoàng Trọng sinh năm 1985, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Tại cơ quan công an, lời khai của chúng về một loạt những vụ hiếp dâm cướp của đe dọa sát hại người trước đó khiến các điều tra viên choáng váng. Hai gã cuồng dâm quá man rợ, coi mạng người như cỏ rác. Lần đầu tiên chúng gây án là đêm ngày 12 tháng 2 năm 2012, địa điểm cũng trên cầu vượt này. Tối đó nhậu xong với đám bạn, hai tên chạy xe máy lên cầu vượt, phát hiện có một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên cầu. Trọng dừng xe lại hỏi, ông muốn chơi không? Muốn chơi thì lại đánh, hù thằng đó cho nó chạy, rồi bắt con nhỏ lên xe chở. Lực gật đầu hưởng ứng. Hai tên quay ngược lại nơi đôi nam nữ đang ngồi, làm bộ hỏi mượn hộp quẹt châm thuốc hút, rồi bất ngờ dùng tay đánh người thanh niên khiến anh này bỏ chạy. Cả hai khống chế bắt giữ người con gái đưa lên xe chạy về hướng quảng lộ Phụng Hiệp, đường đi Sóc Trăng, Cà Mau. Khi cô gái khóc lóc van xin, Trọng hăm dọa, mày khóc nữa là tao cho chết. Rồi khống chế chở đến địa phận xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thấy hai bên đường vắng người, xung quanh có vườn chuối, hai tên dừng xe kéo nạn nhân vào khu vườn cách đường khoảng 10 mét, cưỡng bức nạn nhân. Trong lúc Trọng đang thực hiện hành vi bỉ ổi, điện thoại của nạn nhân trong túi quần ở gần đó đổ chuông có người gọi đến. Đang hăm hở nhưng vẫn chưa được thỏa mãn, bất ngờ có tiếng chó sủa dữ dội, sợ bị phát hiện. Trọng dừng lại, mặc quần áo, đi ra lộ nhưng không buông tha nạn nhân mà tiếp tục khống chế, chở đến một chòi lá bỏ hoang ở xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng thay nhau hãm hiếp tiếp. Xong việc, Trọng đi vào chòi kéo nạn nhân ra lộ định giết chết thủ tiêu, đối tượng máu lạnh buông lời tàn độc. Em đẹp mà số em xấu, anh sát hại em rồi, để xác em ở đây, vài ngày cha mẹ em không tìm ra thì công an cũng tìm ra mà. Nạn nhân òa khóc tức tưởi, xém ngất xỉu, may mắn đồng phạm Lực không đồng ý nên ngăn cản, đi ba người thì về ba người. Đến địa phận phường Hiệp Thành, chúng dừng xe vứt nạn nhân xuống, còn điện thoại của nạn nhân thì chiếm đoạt mang về cất giữ. Sau lần phạm tội thứ nhất, do nạn nhân không trình báo, cảnh sát không phát hiện ra sự việc. Đến lần thứ hai gây án, chúng không ngờ nạn nhân lại phản ứng quyết liệt, dọa nhảy sông nếu bị làm nhục. Đêm ngày 21 tháng 2, nhậu nhẹt xong, hai gã cuồng dâm quen mùi chở nhau lên cầu vượt như lần trước. Quy Quỳnh và người yêu chuẩn bị lên xe đi về, hai tên lao vọt lên chặn đầu xe. Trọng nhảy xuống xe đánh vào mặt chàng trai rồi rượt đuổi theo một đoạn. Lúc này cô gái chạy về hướng ngược lại. Lực đuổi theo, kéo được tay nạn nhân, thấy Quỳnh tri hô, cướp cướp. Thủ phạm còn trấn an. Không phải cướp đâu chị ơi. Lại nắm tay kéo mạnh bắt lên xe chở đi. Không chấp nhận bị làm nhục, nạn nhân tuyên bố, mày làm quá, tao nhảy xong. Lúc này, Trọng sau khi đuổi người yêu nạn nhân đi, quay lại gằn giọng, đi vô mày. Nạn nhân không chịu, tiếp tục la lớn, ăn cướp. Trọng vung tay đánh tới tấp vào mặt thiếu nữ rồi tranh thủ sờ soạn vào ngực cô gái. Thiếu nữ một lần nữa nhắc lại, mấy thằng mày làm quá, tao nhảy xong à. Đúng lúc đó, đèn pha một chiếc xe tải chạy gần tới chiếu vào. Trọng bực mình, mày nhảy thì nhảy đi, rồi xô mạnh vào vai làm thiếu nữ ngã xuống sông. Mặc kệ nạn nhân, hai tên yêu râu xanh bình thản bỏ đi. Trong quá trình điều tra, mẹ của hung thủ Thái Hoàng Trọng có đơn yêu cầu giám định tâm thần với Trọng nên cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định. Ngày 24 tháng 4 năm 2012, Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương Phân viện phía Nam kết luận về y học trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh trầm cảm tái diễn, hiện đang ở giai đoạn trầm cảm nặng. Về pháp luật, đương sự gây án lúc bệnh ổn định, có yếu tố rượu nên vẫn có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế. Thời điểm đó, đương sự chưa đủ năng lực tiếp xúc và làm việc với cơ quan chức năng. Cuối cùng, cơ quan này đề nghị cần điều trị thêm một thời gian. Khi nào ổn định sẽ tiếp tục điều tra, xét xử và cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử. Từ kết luận của cơ quan pháp y, cơ quan tiến hành tố tụng đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can với Trọng và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Sau gần nửa năm điều trị, ngày 19 tháng 9 năm 2012, cơ quan điều tra tiếp tục có công văn đề nghị cơ quan giám định kết luận về tình trạng tâm thần của đối tượng. Ngày 5 tháng 12 năm 2012, cơ quan này đã có công văn phúc đáp, theo đó bệnh tâm thần, bệnh nhân trọng vẫn chưa ổn định, còn tình trạng trầm cảm với các biểu hiện khí sắc giảm, tư duy, hành vi chậm chạp cần phải tiếp tục điều trị mới giám định được. Cơ quan tố tụng buộc phải ra quyết định bắt buộc chữa bệnh khi nào ổn định xử lý sau. Về hung thủ còn lại, ngày 27 tháng 4 năm 2013, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có cáo trạng truy tố Thái Minh Lực về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Trong vụ án này, về phía các bị hại, gia đình Quỳnh yêu cầu các bị can bồi thường tiền chi phí mai táng là 26,5 triệu đồng và tiền tổn thất tinh thần, tiền mất thu nhập theo quy định của pháp luật. Gia đình Trọng đã khắc phục được 10 triệu, gia đình Lực khắc phục được 2 triệu đồng, nhưng xét thấy hoàn cảnh gia đình Lực quá nghèo nên cha của nạn nhân không nhận. Người bị hại cũng yêu cầu các bị can trả lại điện thoại đã bị cướp, bồi thường tiền danh dự nhân phẩm bị xâm hại, tiền mất sức lao động, tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Sau gần 3 năm điều trị bắt buộc vì bệnh trầm cảm, ngày 13 tháng 8 năm 2015, Thái Hoàng Trọng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt chung thân. Ngoài ra, Trọng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Quỳnh hơn 90 triệu đồng. Hành trình 2.500 ngày truy tìm kẻ sát nhân gây án mạng kinh hoàng trong nhà nghỉ. Tối ngày 25 tháng 2 năm 2005, chị Lý Minh Tê là nhân viên nhà nghỉ Trung Hải phát hiện tại phòng 306 có một khách đến nghỉ từ sáng sớm mà không thấy ló mặt ra ngoài. Chị đã gọi điện thoại lên phòng nhiều lần mà không thấy ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Tê đã báo cho một nhân viên bảo vệ nhà nghỉ về hiện tượng trên. Sau những cú đập cửa rầm rầm vẫn không thấy có tín hiệu, bảo vệ nhà nghỉ trèo qua tường vào phòng thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Tại khe giữa bức tường và chiếc giường ngủ là một thi thể nam giới, xung quanh bê bết máu. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra. Theo lời khai của chị Lý Minh Tê, rạng sáng ngày 27 tháng 2 năm 2005, có 3 người đàn ông đến nhà nghỉ trên một xe ô tô loại 7 chỗ. Họ yêu cầu thuê một phòng nghỉ đến trưa và được xếp lên phòng số 306. Sau khi nhận chìa khóa phòng, người đàn ông điển trai nhất trong 3 người đã nhờ nhân viên lễ tân bấm máy gọi hộ đến một số điện thoại cố định. Khi nối được máy, người đàn ông này nói chuyện với đầu dây bên kia. Em vừa tới công ty của anh, em đã lấy báo giá, chiều anh đóng hàng cho em. Khoảng 11 giờ cùng ngày, hai người đàn ông từ phòng nghỉ 306 đi xuống, còn người thanh niên vào phòng nghỉ trông có vẻ mệt mỏi thì không thấy đâu. Chị Tê yêu cầu hai người này thanh toán tiền phòng thì họ nói, vẫn còn một anh nữa đang ở trên phòng, lát nữa anh ấy sẽ xuống thanh toán. Nói xong họ ra bãi xe rồi di chuyển theo hướng về phía cầu Trung Hòa. Tại hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận nạn nhân là nam giới, tuổi ước chừng 30 đến 35, không có giấy tờ tùy thân. Anh ta cao khoảng 1m6, tóc điểm nhiều sợi bạc. Tay phải anh ta đeo nhẫn và tay trái đeo đồng hồ điện tử hiệu Casio. Cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương ở vùng cổ, vùng bụng và vùng ngực. Trên chăn ga, giường, gối đệm có rất nhiều vết máu. Tại bàn uống nước có 4 chiếc cốc thủy tinh vẫn còn nước. 3 người đàn ông cùng vào nhà nghỉ lúc sáng sớm, người lớn tuổi nhất bị 2 tên trẻ tuổi sát hại. Vậy thì mối quan hệ giữa 3 người này là như thế nào? Nguyên nhân dẫn đến tội ác này xuất phát từ đâu? Đó là những câu hỏi khiến các điều tra viên phải đau đầu. Ngay trong đêm, không quản trời rét cắt da cắt thịt, các chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã làm việc suốt đêm, tiến hành các công việc điều tra cần thiết. Kết quả xác minh đầu tiên cho thấy, biển kiểm soát chiếc xe ô tô chở 3 thanh niên vào nhà nghỉ Trung Hải là giả. Ngay sáng hôm sau, ngày 28 tháng 2 năm 2005, lực lượng điều tra đã gửi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân cùng ảnh nhận dạng tới công an các địa phương lân cận. Buổi trưa cùng ngày, trong khi công việc điều tra đang được tiến hành khẩn trương, thì công an Hà Nội nhận được tin báo tại nông trường thuộc địa phận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, có một chiếc xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Mitsubishi Jolly, màu ghi sáng bị bỏ lại và không có người nhận. Chiếc xe có nhiều đặc điểm trùng với chiếc ô tô mà 3 người thanh niên đã đi vào nhà nghỉ hôm 27 tháng 2 năm 2005. Vì thế, một mũi điều tra được lệnh lên đường đi Hòa Bình để xác minh lai lịch chiếc xe này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định đây là chiếc xe mà 3 thanh niên đã đi vào nhà nghỉ, song biển kiểm soát thật của nó lại là 29S1730. Công an thành phố Thái Nguyên cho biết chủ sở hữu chiếc xe là hãng taxi Cường Tùng ở thành phố Thái Nguyên. Xe này hãng mua ở Hà Nội nhưng chưa sang tên chuyển vùng nên vẫn đeo biển 29. Người đại diện của hãng Cường Tùng kể lại,
từ 15h30 đến 17 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2005, tức là trước khi xảy ra vụ án mạng ở nhà nghỉ Trung Hải một ngày, có một khách nam giới gọi liên tiếp 3 cuộc điện thoại tới hãng yêu cầu thuê gấp một xe 7 chỗ để đi Hải Phòng. Người khách này hẹn xe đón tại cổng trường công nhân luyện kim cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chừng 15 km. Theo yêu cầu của khách, hãng đã điều anh Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1974, trú tại tổ 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, lái xe Mitsubishi Jolly biển kiểm soát 29S1730 đi đón vị khách này. Lúc đầu anh Nam chần chừ vì buổi tối cùng ngày anh có hẹn với một nhóm bạn đi chơi, nhưng do hãng điều đi nên cuối cùng anh cũng phải chấp hành. Khoảng 17 giờ 10 phút, anh Nam bắt đầu chạy xe đi đón khách. Cơ quan công an tiến hành cho một số người thân của anh Nam và đại diện của hãng xe Cường Tùng nhận diện qua ảnh chụp nạn nhân tại hiện trường, phòng nghỉ 306, nhà nghỉ Trung Hải, thì tất cả đều khẳng định người chết chính là anh Nam. Gia đình anh Nam cũng đã nhận ra một số tư trang thu được tại hiện trường như nhẫn, đồng hồ của anh Nam. Được biết trước đây anh Nam sống tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó mới đưa vợ con về sống ở Thái Nguyên. Theo lời khai của người thân của anh Nam, thì sau khi chở khách xuống Hải Phòng, anh Nam đã gọi điện cho người này kể rằng các vị khách đã cho anh đi chơi ở vũ trường Hải Phòng và cho anh đi nghỉ tại một nhà nghỉ ở bãi 2 khu du lịch Đồ Sơn. Một điều tra viên thu thập thông tin ở Hải Phòng cho thấy một số nhân chứng ở bãi 2 khu du lịch Đồ Sơn đã nhìn thấy chiếc xe ô tô có đặc điểm như xe của anh Nam vào nghỉ tại đây. Nhân chứng này còn cho biết thêm, trừ người lái xe, còn lại hai vị khách trên xe là khách quen. Nhân chứng không miêu tả được chi tiết về hình dạng hai người khách này, mà chỉ biết rằng một trong hai người rất điển trai. Nhân chứng này khẳng định, người khách đó trắng trẻo, dáng rất thư sinh, rất đạo mạo, trông giống như một diễn viên điện ảnh hay đóng phim truyền hình. Trong khi đó, một mũi điều tra ở Thái Nguyên qua tiến hành rà soát đã xác định được nơi mà người khách gọi điện thoại chỉ cách điểm anh ta hẹn đón chừng 1 km. Vì thế, có nhiều khả năng người khách này sinh sống hoặc làm việc ở khu vực gần trường công nhân luyện kim. Được sự phối hợp tích cực của công an địa phương và quần chúng nhân dân, các điều tra viên đã dựng lên được nhiều đặc điểm về ngoại hình của người khách thuê xe. Sau khi tiến hành rà soát rất nhiều người có đặc điểm nhận dạng tương tự, cuối cùng các điều tra viên đã xác định được người khách thuê xe chiều ngày 26 tháng 2 năm 2005 là đối tượng Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, đối tượng đi cùng Hải là Lý Văn Trọng, sinh năm 1981, trú tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hải và Trọng là anh em con cô con bác. Gia đình Hải cũng cho biết, Hải đi công tác từ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2005 đến nay vẫn chưa về. Hải là kỹ sư đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Bắc Thái, khi đó là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên kinh doanh máy tính ở thành phố Thái Nguyên. Hải đã có vợ và một con nhỏ. Ít ngày sau, Công an thành phố Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thanh Hải và Lý Văn Trọng. Tuy nhiên, sau nhiều năm đằng đẵng, tung tích của hai kẻ giết người này vẫn bật vô âm tín. Theo một cựu trinh sát phòng 2 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, khoảng đầu năm 2012, cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về một đối tượng tên là Lý Minh Nghĩa, sinh năm 1975, quê ở Đức Lương, Đại Từ, Thái Nguyên, vào đây làm ăn sinh sống mấy năm nay, mới lấy vợ và có nhiều điểm nghi vấn. Tổ chức xác minh, các trinh sát thu được thông tin đối tượng Nghĩa hay kể với hàng xóm là có gia đình bố mẹ ngoài Bắc, song do không kiếm được việc làm nên phải chuyển vào đây. Dù vậy, Nghĩa gần như cắt đứt liên lạc, ngay cả khi lập gia đình cũng không ai trông thấy người thân của hắn xuất hiện. Thời điểm trước Tết Nhâm Thìn, Nghĩa từng bị công an phường Vũ Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt về tội đánh bạc. Tiếp tục xác minh, các trinh sát đã làm rõ việc Trọng cố tình lấy tên anh mình làm vỏ bọc trong quá trình trốn nã. Hiện Trọng đang làm việc tại một công ty trên địa bàn. Thời điểm các trinh sát vào Bình Dương, do vợ ở tỉnh Đắk Lắk mới sinh con nên Trọng đã về nhà ngoại ăn Tết chưa già. Các trinh sát đã lần ngược trở lại, rà soát người nam giới có tên như trong giấy chứng minh nhân dân của Nghĩa thì phát hiện người đàn ông này vẫn đang sinh sống bình thường ở Đại Từ, Thái Nguyên. Đồng thời so sánh nhận dạng của đối tượng Nghĩa ở Bình Dương với kẻ giết người đang bị truy nã Lý Văn Trọng thì thấy giống hệt nhau. Chiều 16 tháng 2 năm 2005, khi phát hiện đối tượng nghi vấn từ quê vợ trở về Bình Dương, đang ngồi chờ bạn ở quán cà phê thì bị lực lượng cảnh sát phòng 2 phối hợp với phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ. Khi thấy lực lượng công an đọc lệnh truy nã, mặt Trọng biến sắc. Anh ta biết rằng vỏ bọc bao năm nay đã bị lật tẩy. Khai thác nóng đối tượng,
kẻ đồng phạm là Nguyễn Thanh Hải cũng đã được lực lượng công an tiếp tục lên kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên, việc bắt Hải không hề đơn giản, bởi anh ta hiện đang ẩn náu tại tỉnh Tây Ninh. Thêm một chặng đường dài, nhưng không thể để đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm còn ở ngoài xã hội. Các trinh sát lên đường đi Tây Ninh. Rà soát hàng trăm điểm công cộng, nhà trọ, các điểm kinh doanh máy tính, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang là chủ một cửa hàng mua bán sửa chữa máy tính cũ gần bệnh viện tỉnh. Chủ cửa hàng mang tên Lý Đức Trung đang có cửa hàng tại xã Ninh Thuận, thị xã Tây Ninh và là người gốc ở tỉnh Thái Nguyên vào làm ăn được khoảng 7 năm. Qua trao đổi với Công an Thái Nguyên và Bộ phận Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an, các trinh sát đã có thêm nhiều thông tin cá nhân về đối tượng gây án Nguyễn Thanh Hải và đủ chứng cứ xác định Hải chính là Trung. Kế hoạch bắt giữ Hải được tính toán kỹ lưỡng. Đêm 18 tháng 2 năm 2005, với sự phối hợp của Công an xã, lực lượng phòng 2, phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ Hải an toàn. Bước đầu, Hải chống cự quyết liệt, đe dọa tổ công tác bắt sai người sẽ phải trả giá và la lối om sòm kể cả khi cơ quan công an đã đọc lệnh truy nã, chỉ người trong lệnh với Hải đúng là một. Chỉ đến khi cơ quan điều tra yêu cầu lấy dấu vân tay, biết rằng sẽ trùng khớp với chứng minh nhân dân thật của mình tại quê, Hải mới nhận tội. Giờ phút trước khi ra máy bay bị di lý về Hà Nội, cả Hải và Trọng đều có chung mong muốn vợ con hãy tha thứ cho mình. Vụ án sau đó cũng được làm sáng tỏ. Ngày 25 tháng 2 năm 2005, Hải sau khi cãi nhau với vợ thì rủ Trọng đi chơi. Bọn chúng thuê xe anh Nam chở xuống Đồ Sơn vui vẻ, sáng hôm sau thì lên Hà Nội. Do đến thủ đô còn sớm, cửa hàng điện tử chưa mở cửa nên cả ba đi tìm thuê phòng nghỉ. Anh Nam nhờ Trọng đi mua thuốc, nhưng Trọng nói không biết chỗ nên xảy ra đánh nhau. Đúng lúc đó, Hải vào phòng thấy anh Nam cầm con dao đâm Trọng nên xông vào đấm đá. Có bạn giúp sức, Trọng giằng lấy dao đâm nhiều nhát vào tài xế taxi. Hải và Trọng đặt xác anh Nam vào giữa khe giường và tường của nhà nghỉ, nhét giấy báo vào các vết đâm ngăn chảy máu ra ngoài. Lấy ví đựng giấy tờ, điện thoại di động và chìa khóa ô tô của anh Nam, chúng lái xe bỏ trốn. Đến đường Láng Hòa Lạc, chúng vứt dao và điện thoại di động, đốt toàn bộ giấy tờ của nạn nhân. Sau đó Hải tiếp tục chạy đến huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, rồi vứt taxi lại và bỏ trốn. Trọng và Hải quay ngược lại Thái Nguyên, lấy trộm hai chứng minh nhân dân của anh Lý Ngọc Trung và Lý Minh Nghĩa, cùng sinh năm 1975, cùng trú tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hải bóc ảnh anh Trung ra, dán ảnh của mình vào. Còn Trọng thay ảnh anh Nghĩa trong chứng minh nhân dân bằng ảnh của mình, sau đó cả hai lên tàu vào Nam. Tháng 9 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trọng mức hình phạt chung cho hai tội giết người, cướp tài sản là tử hình. Còn Hải bị tuyên phạt mức án tù chung thân. Đây thực sự là bản án nghiêm khắc đối với hai đối tượng này bởi những trọng tội mà chúng đã gây ra.